khán giả, chúng ta đang được theo dõi cuộc thi tháng đầu tiên trong năm, cuộc thi tháng 1 quý 1. Vâng, và chúng ta sẽ được gặp lại 4 thí sinh xuất sắc nhất trong những tuần vừa qua. Và họ đã để lại rất nhiều ấn tượng trong lòng quý vị khán giả. Và ngày hôm nay thì họ sẽ có một mốc ghi danh mới nào trong hành trình chinh phục đỉnh núi tri thức này. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Còn bây giờ đã đến lúc chào đón 4 thí sinh. Ở vị trí số 1 là bạn Đỗ Thị Phương Thảo đến từ trường Trung học Thông Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh. Bạn Mai Chính Hưng đến từ trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Ở vị trí thứ 3 là bạn Chu Ngọc Quang Vinh đến từ trường Trung học Thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái. Và bạn Nguyễn Phú An đến từ trường Trung học Phổ thông Tô Hiệu, Hải Phòng. Chúng ta đang được gặp lại 4 gương mặt rất thân quen và tài năng đã xuất hiện trong những cuộc thi trước. Và các bạn là 4 gương mặt xuất sắc nhất. Phương Thảo, em đã chuẩn bị những gì để đến với cuộc thi tháng này? Em mới kịp chuẩn bị một tâm hồn đẹp, một trái tim nóng và cái đầu lạnh ạ. Và em cũng đã kịp nói chuyện và làm quen với các bạn ạ. Nói chung là các bạn đều có hào quang của người học giỏi. Và chúng tôi cũng nhìn thấy điều đó ở bạn đấy ạ. Và người đang đứng cạnh Phương Thảo đó chính là Chính Hưng, người đã được lọt vào cuộc thi tháng này với số điểm nhì cao nhất. Cái khoảnh khắc nào mà em ấn tượng nhất trong cuộc thi tuần trước? Cái khoảnh khắc mà em trả lời câu 20 điểm cuối cùng. Anh có để ý là Chính Hưng khi mà lên đây tham gia thi ở phần thi về đích ấy, thì lúc nào là em cũng tủm tỉm cười. Đúng rồi, đây cũng là cái mà em để ý. Lúc đó là em đang nghĩ gì vậy? Em nghĩ trong đầu mình là ui sao mà may mắn vậy. Chị thấy em trả lời sai em cũng tủm tỉm cười chứ. Còn trái ngược một chút với Chính Hưng thì Quang Vinh là một người trông lúc nào cũng khá nghiêm nghị. Mọi người nhận xét về em như thế nào khi xuất hiện ở cuộc thi tuần? Sao mặt mày cứ nghiêm nghiêm đi? Thế tức là cái gương mặt này là gương mặt đang vui của em đúng không ạ? Em thấy bình thường. Khi đến với đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 thì mục tiêu lớn nhất của em là gì? Em muốn đi xa nhất có thể. Còn đối với Phú An thì sao ạ? Cộng đồng ARMY fan của BTS có gửi lời nhắn nhủ gì cho bạn không ạ? Là em bật mét lên chờ các bạn chúc mừng mà em chưa ra chúc mừng. Bạn có thể chia sẻ thêm về thành viên trong BTS mà bạn thích nhất không ạ? Là em thích nhất anh Vi. Bởi vì anh rất đẹp trai. Với lại crush em cũng thích anh ấy. Crush em cũng thích anh ấy. Em nói nhầm, crush cũ đúng rồi. Thế hỏi nhỏ chút là crush hiện tại bây giờ của em thích anh nào? Chắc là thích anh ở lớp bên. Thế này lại còn đau tim hơn em ạ. Em còn có điểm gì ấn tượng ở những bạn thí sinh còn lại không? Là em ấn tượng với bạn Thảo vì bạn ấy là xinh gái nhất trong 4 đứa bọn em. Vậy là cả 4 bạn cũng đã cảm thấy thoải mái hơn phần nào rồi đúng không ạ? Và chúng ta hãy giữ vững cái tinh thần như vậy và hãy thật bình tĩnh, tự tin, làm hết sức có thể trong cuộc thi này nhá. Và bây giờ thì 4 thí sinh sẽ chinh phục thử thách đầu tiên trong cuộc thi tháng này với phần thi khởi động. Kiểm tra kiến thức tổng hợp. 6 câu hỏi trong lượt thi khởi động đầu tiên. Tiếp tục giành được tối đa 60 điểm. Sẵn sàng hơn bao giờ hết rồi. Bây giờ là phần thi khởi động. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với lượt thi khởi động đầu tiên dành cho thí sinh nữ duy nhất đang đứng ở sân khấu này, đó chính là Phương Thảo. Chúc bạn may mắn. Để viết các số La Mã không quá 30, ta dùng mấy loại ký tự? Ba. Đúng là như vậy. Đã dậy được chưa hả? Tao hái vài lá nhé, cho bà và cho mẹ đừng lụi đi. Ơi, trích thơ Trần Đăng Khoa, tên loài cây nào được nhắc đến trong đoạn thơ trên? Chanh ạ. Đáp án là trầu ạ. In education, the four STEM fields of study are science, technology, engineering and what M word? Math. Đáp án là mathematics. Châu lục nào có nền văn minh Maya, Inca hoặc Aztec? Châu Mỹ ạ. Chính xác. Động vật có cơ thể đối xứng, hai bên thuộc các ngành run dẹp, run tròn, chân khớp, chúng đều có hệ thần kinh dạng gì? Dạng lưới ạ. Dạng chuỗi hạch mới đúng ạ. Thập ân, ngược đời, huê tình là tên các làn điệu của loại hình nghệ thuật. Đáp án của câu hỏi cuối cùng dành cho Phương Thảo là tập. Và như vậy bạn đã giành được 30 điểm đầu tiên. Và bây giờ sẽ là phần thi của Chính Hưng.
Câu hỏi của bạn như sau. Một tập hợp có 10 phần tử thì sẽ có bao nhiêu tập hợp con? 11 ạ. 1024 ạ. Địa danh nào được nhắc đến trong câu thơ sau? Vui sao một sáng tháng 5, đường về, lên thăm Bắc Hồ, trích sáng tháng 5 của tác giả Tố Hữu. Việt Bắc. 10 điểm đầu tiên dành cho bạn. Which country is the Great Pyramid of Giza located in? Egypt. Chính xác. Lá non có đỉnh màu trắng có thể bắt nguồn từ việc cây đang thiếu nguyên tố dinh dưỡng nào? Lục lạp ạ. Nitơ. Đồng ạ. Phần lớn khu vực Nam Phi có khí hậu nhiệt đới, riêng phần cực Nam có khí hậu ôn đới. Đáp án là Địa Trung Hải. Thủ tướng quốc gia nào đã phát biểu như sau? Suốt thời gian dài được coi là quốc gia với 1 tỷ người đói bụng, bây giờ chúng ta đã có 1 tỷ tâm trí đầy khát vọng và những bàn tay lành nghề. Trung Quốc. Ấn Độ mới là câu trả lời chính xác ạ. Chính Huy đã hoàn thành xong phần thi của mình với 2 câu trả lời đúng và 20 điểm. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra kiến thức tổng hợp của Quang Vinh một chút với 6 câu hỏi đầu tiên trong lượt thi khởi động của bạn. Xét về toán học, thang máy hoạt động theo nguyên tắc của phép biến hình nào? Định kiến. Chính xác. Phần lớn ozone tập trung ở tầng nào của khí quyển? Bình lưu. Tầng bình lưu ạ. Euclid was an ancient mathematician from which country? Greek. Đúng là như vậy. Chiếu một chùm sáng hẹp lên một tờ giấy trắng, trên tờ giấy xuất hiện một vệt sáng. Khi gặp tờ giấy, ánh sáng bị hắt lại theo mọi hướng. Đây là hiện tượng gì? Tán xạ ánh sáng. Tán xạ. Ai là con trai của danh thần tiến sĩ Lê Phú Thứ và từng đỗ đầu 3 kỳ thi hương thi hội thi đình? Lê Quý Đôn. 10 điểm tiếp theo. Đội tuyển nào vô địch giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023? Thái Lan. Chính xác. Và như vậy Quang Vinh tiếp tục giành được tối đa 60 điểm ở lượt thi khởi động đầu tiên của bạn. Và Phú An cũng đang trong tư thế sẵn sàng hơn bao giờ hết rồi. Sau đây sẽ là 6 câu hỏi trong lượt thi khởi động đầu tiên dành cho bạn. Câu hỏi đầu tiên. Tỷ số giữa chiều dài và chiều rộng của một tờ giấy A4 xấp xỉ bằng căn bậc 2 của? 3. Đáp án là 2 ạ. Hai nhân vật văn học nào được nhắc đến trong câu ca dao sau? Đàn ông chớ kể Phan Trần, đàn bà chớ kể Vũ Bà Hoàn Thư. Thúy Vân Thúy Kiều ạ. Grimm Brothers were the authors from which country? Germany. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Saffron là tên gọi phổ biến của một loại gia vị thảo dược được thu hoạch sản xuất từ nhụy của cây. Ớt. Đáp án là nghệ tây. Khi mới tập hợp lực lượng để dựng cờ khởi nghĩa, lực lượng nào đã đưa ra khẩu hiệu lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, đánh đổ quyền thần Trương Phúc Loan, ủng hộ Hoàng Tôn Nguyễn Phúc Dương? Đáp án là Tây Sơn ạ. Câu lạc bộ nào đã giành chức vô địch V-League 2023? Là Nghệ An. Câu lạc bộ Công an Hà Nội mới đúng ạ. Như vậy là Phú An đã kịp giành được điểm 10 đầu tiên trong lượt thi khởi động của mình. Còn bây giờ là lúc cả 4 thí sinh sẽ cùng tranh tài ở trong một lượt thi khởi động. Với lượt thi khởi động thứ 5 này gồm 12 câu hỏi. Xin mời. Theo tính chất của 3 đường connect điểm thu và phát tín hiệu của máy viễn vọng vô tuyến được đặt ở? Phú An. Tiêu điểm. Tiêu điểm của Parabol ạ. Loại điện trở phụ thuộc ánh sáng hoạt động theo nguyên tắc khi chưa có ánh sáng chiếu vào điện trở của nó rất... Khi có ánh sáng chiếu vào điện... Phú An. Rất cao, rất thấp. Giảm. Lớn và giảm ạ. Khí nào chiếm thành phần chủ yếu trong khí quyển mộc tinh? Mời Quang Vy. Hydro. Chính xác. Dùng bút làm đòn chuyển xoay chế độ mỗi vần thơ, bom đạn phá cường quyền là những câu thơ nổi tiếng của nhà thơ nào? Phú An. Nguyễn Đình Chiếu. Sóng Hồng hay Trường Chinh ạ? Which web browser has the most users? Phú An. Google's Chrome. Cuốn khúc mềm mại uyển chuyển trên chỉ có 3 móng, vảy nở không có sừng là phong cách khác biệt của hình tượng rồng thuộc chiều đại nào? Rồng thời Lý ạ. Nhà Lý. Cột mốc 116, điểm đầu của quốc lộ 1A nằm ở tỉnh nào của miền Bắc nước ta? Quang Bình. Lạng Sơn. Lạng Sơn. Những nhóm động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kết? Lưỡng cư, chim, thú, cá. Phú An. Tất cả. Lưỡng cư, chim, thú ạ.
Khi sử dụng Microsoft Excel để chèn một siêu liên kết hyperlink, ta sử dụng tổ hợp phím nào? Đáp án là Ctrl K. Tri thức mà thiếu sức tưởng tượng dễ biến thành tri thức chết, tri thức không có tiềm năng phát triển. Đây là câu nói của nhà vật lý nào? Quang Vinh. Anh Xanh. Chính xác. Theo luật thanh niên năm 2020, công dân Việt Nam ở độ tuổi từ đủ tuổi đến tuổi được xác định là thanh niên. 16-30. Loại hình nghệ thuật nào có ba chặng là hát nghi lễ, hát quả cách và hát giao duyên, hát hội? Quang Vinh và họ. Hát xoan mới đúng ạ. Vâng, và đó là 12 câu hỏi ở lượt thi khởi động cuối cùng dành cho 4 thí sinh rồi. Và hãy cùng xem ai đang có lợi thế về mặt điểm số. Đang sở hữu 15 điểm là Phú An, 20 là điểm số của Chính Hưng. Phương Thảo đang có 40 điểm và dẫn đầu với 95 điểm là Quang Bình. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Để vượt qua chướng ngại vật ngày hôm nay, các thí sinh hãy thật nhanh chóng tìm ra một ẩn số gồm có 7 chữ cái. Và người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Phương Thảo. Em lựa chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 gồm có 4 chữ cái. Ba chàng lính Ngự Lâm, Hoàng tử bé là những tác phẩm văn học của nước nào? Một tín hiệu rất đáng mừng, Pháp là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng cả 4 bạn. Chính Hưng có vẻ đang rất chăm chú vào góc hình ảnh của chúng tôi. Tuy nhiên bây giờ là lúc bạn phải đưa ra lựa chọn về từ hàng ngang rồi. Dạ, em chọn hàng ngang số 1 ạ. Hàng ngang số 1 gồm có 4 chữ cái. Từ nào còn thiếu trong đoạn thơ sau? Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau. Theo tám hướng hỏi trời sâu. Một câu hỏi lớn không lời đáp. Cho đến bây giờ mặt vẫn trao. Trích các vị La Hán chùa Tây Phương của tác giả Huy Cận. Thảo lựa chọn là quay, Chính Hưng là trôi và Quang Vinh và Phú An thì tâm đầu ý hợp với câu trả lời là nhìn. Trong những phương án này thì có một người duy nhất giành được điểm và đó chính là Phương Thảo. Quay theo tám hướng hỏi trời sâu, quay là đáp án chính xác. Và hãy chuẩn bị để tay vào chuông nhạc bởi vì là góc hình ảnh tiếp theo sẽ được lật mở ngay bây giờ. Quang Vinh sẽ là người tiếp theo lựa chọn một từ hàng ngang. Em chọn hàng số 3. Hàng ngang số 3 gồm có 1 chữ số. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, chu kỳ nào bao gồm các nguyên tố Francy, Radi, Rutherfordi? Lựa chọn là 6, Chính Hưng là 5, Quang Vinh là 1, Phú An là 7. 4 câu trả lời hoàn toàn khác nhau và vẫn một người duy nhất được điểm. Lần này chính là Phú An. Xin chúc mừng Phú An có thêm 10 điểm. Bạn đã giúp đoàn leo núi giải đáp ra được hàng ngang số 3. Như vậy là chúng ta chỉ còn một từ hàng ngang nữa thôi. Từ hàng ngang số 4 gồm có 4 chữ số. Câu hỏi như sau. Tiếng chuông mà chúng tôi đã chờ đợi từ nãy giờ ạ. Xin mời Quang Vinh. Câu trả lời của em là điện ảnh. Một câu trả lời có vẻ như khá chắc chắn. Bạn đã lập luận như thế nào ạ? Điện ảnh thì là môn nghệ thuật số 7. Và nó cũng liên quan đến quay. Pháp thì em nghĩ là nó là nguồn gốc hoặc là xuất xứ
cũng muốn đi anh. Nghĩ thôi ạ. Bạn đã đọc thông tin đấy ở đâu chưa hay là chỉ đoán mò? Em nghĩ cũng sắp hết hàng ngang rồi nên là... Với câu trả lời vừa rồi, phần thi của Quang Vinh sẽ dừng lại và bạn sẽ vẫn tiếp tục dẫn đầu. Chúc mừng Quang Vinh! Điện ảnh là câu trả lời chính xác. Đúng với những lập luận của Quang Vinh, với chướng ngại vật trong phần thi này, điện ảnh một môn nghệ thuật thứ 7 và Pháp cũng được coi là quê hương của điện ảnh thế giới. Năm nay là năm mà chúng ta kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam vào năm 1953. Và đây cũng được coi là dấu mốc ra đời của ngành điện ảnh cách mạng Việt Nam. Vâng, và chúng ta cũng đang chờ đợi liên hoan phim Việt Nam được diễn ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng trong thời gian tới. Và hình ảnh các bạn chưa kịp giật mở hết đó chính là hình ảnh trong bộ phim Chung Một Dòng Sông, bộ phim đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Và một lần nữa xin được chúc mừng Quang Vinh là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Còn bây giờ là lúc chúng ta cùng xem các thí sinh đang có bao nhiêu điểm sau hai phần thi đầu tiên. Đang sở hữu 30 điểm là Chính Hưng, 35 là điểm số của Phú An, 60 là số điểm Phương Thảo đang có, và dẫn đầu với 145 điểm là Quang Vinh. Em cảm thấy hơi bất ngờ khi bạn bấm chướng ngại vật ạ. Em chưa kịp hình dung ra một cái đáp án gì hết thì bạn đã bấm chướng. Em cũng chỉ chắc chắn 50-50, nhưng mà em nghĩ là sắp hết hàng ngang rồi thì em bấm luôn, bởi vì cũng không còn gì để mất nữa. Em cảm thấy là mình cần phải bình tĩnh, tự tin và cố gắng hơn trong các phần thi tiếp theo. Cố chỉ cần được nhìn là em cũng đã vui lắm rồi. Em nghĩ chỉ cần làm tốt trong phần thi tăng tốc là em có thể tự tin để về đích thành công. Cau mày, nhăn mặt và đặt tay trên trán đồng bộ. Không có thí sinh nào giành điểm. Các bạn thí sinh đã thể hiện rất tốt ở trong những cuộc thi trước và phần thi tăng tốc của những người xuất sắc nhất chắc chắn sẽ gay cấn hơn nhiều. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tăng tốc đầu tiên dành cho các bạn. Đâu là hình ảnh của khối bên trái khi nhìn thẳng từ trên xuống? Quang Vinh trả lời là D, Chính Hưng, Phương Thảo, Phú An lựa chọn là A. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là hình B. Rất tiếc là không có thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi vừa rồi. Hy vọng kết quả sẽ thay đổi sau câu hỏi số 2. Sắp xếp tên các địa điểm với vị trí tương ứng trên sơ đồ một phần địa đạo Củ Chi. Thật sự là một câu hỏi không hề dễ dàng một chút nào khi mà tới những giây phút cuối cùng thì các bạn thí sinh vẫn cau mày, nhăn mặt và đặt tay trên trán đồng bộ. Sau đây sẽ là những câu trả lời của các bạn thí sinh. Quang Vinh lựa chọn là B, E, D, C, A. Phương Thảo là C, E, D, B, A. Chính Hưng là C, E, D, A, C. Và đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là C, E, D, A, B. Không có thí sinh nào giành điểm. Để giành được một chút điểm của câu hỏi phần thi tăng tốc trong cuộc thi tháng đúng là không dễ dàng một chút nào, đúng không ạ? Nhưng mà các bạn hãy đừng mất sự tự tin, hãy thật bình tĩnh, chúng ta còn hai câu hỏi nữa và đây là câu hỏi số 3. Tìm hình thích hợp, điền vào dấu hỏi chấm. Thank you.
người trả lời nhanh nhất ở 0 giây 48 bạn lựa chọn là hình B. Phú An là A, Chính Hưng là D và Quang Vinh là A. Ở mỗi hàng từ trái qua phải thì chúng ta hãy để ý đến chấm xanh lần lượt tịnh tiến lên phía trên một ô ở hình tiếp theo. Nếu dấu chấm xanh đang ở vị trí trên cùng của cột thì sẽ quay ngược về ô dưới cùng của hình tiếp theo. Như vậy, hình cần tìm ở đây là hình B. Phương Thảo là người duy nhất giành được 40 điểm trong câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi cuối cùng liên quan tới những hình ảnh dành cho các bạn như sau. Các bạn hãy cho biết đây là gì? Hoàn thành phần thi tăng tốc và hy vọng rằng các bạn có thể tận dụng tốt hơn những cơ hội để giành điểm trong phần thi về đích. Bây giờ là lúc chúng ta cùng xem các bạn đang có bao nhiêu điểm. Đang có 30 điểm là Chính Hưng, 75 là điểm số của Phú An, 120 là số điểm Phương Thảo đang có và dẫn đầu với 175 điểm là Quang Vinh. Em cảm thấy cũng hơi tiếc ở câu cuối cùng, tuy nhiên là em cũng khá hài lòng về phần thi tăng tốc của mình ạ. Dạ, cũng tiếc khi cái câu địa đạo của Chi thì là em bấm nhầm, tại vì thời gian nó sát quá, em bị rối. Dù em đang dẫn đầu nhưng mà khoảng cách cũng chưa quá an toàn nên là em vẫn phải chơi hết sức mình ở phần thi về đích nếu muốn bảo toàn chiến thắng. Em nghĩ là em cần thoải mái hết sức và giữ sự tự tin cũng như sự bình tĩnh và tập trung cao độ. Em sẽ cố gắng thi đấu hết sức để không còn gì phải hối tiếc sau này. Đi tới vòng thi tháng là một điều mà không phải thí sinh nào cũng làm được.